nha. Đây, cái này là của nhà mình nó cũng rất là khoái ăn, rất nhiều nước. Sắn, mình gọi là cái sắn, trong làm gọi là cái mì, phun thêm cho ít cái này. Cây lon ấy nó rất là xốp, trong này nó xốp rộng ra này, nó chỉ có một tí thịt thôi, nó không khoái ăn. Đây mình chặt là cây, đây là cây rất là già, cây già người ta trồng mấy năm rồi nên là cái phần thịt của nó rất là dày, nó cứng, nó khoái, rất là khoái ăn. Cây này đấy, cái này các bạn biết là cây gì không? Đặc lẫn luôn. Cái này là nhà mình trồng là được 4-5 năm rồi đấy. Nó to này, năm nào mình cũng phải tỉa. Nhà mình trồng thôi, không có thuốc sợ thuốc men gì cả, mình cứ thế mình cho ăn rồi mình không cạo bỏ cạo biết làm gì cả. Đây là cây đót, đót là cây chít đây.
trại, cho nên là mình cũng 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 không phải ngày nào mình cũng xem được, mỗi một lần mình có ăn thì được mỗi tầm 2 ngày. Phần của họ rất là đẹp. Đây là một thằng đang bận leo leo trèo không ăn. Hình như là mình không hay vào, cho nên là bọn nó cũng mỗi một lần vào, một hôm hai hôm vào là bọn nó lại như thế, nó sợ sợ. Còn thằng bé này thì gặp ngay, bởi vì là mình không bóc vỏ đi. Thực ra cái cây này nó là cây cây đinh năng các bạn ạ. Cái đinh năng mình nhà mình trồng rất là lâu rồi, 3-4 năm rồi. Cái gốc của nó rất là to. Cái đinh năng thì mình trồng thì cứ mỗi một năm mình lại cắt đi một ánh. Đấy, và bà già mình trồng thì trước đây ở nhà là không cắt. Đấy, cái gốc của gốc chính của nó rất là to. Đấy, mình thử đợt trước mình thử một ít thì nó ăn rất là mạnh. Đấy, nó ăn rất là mạnh, nên là mình thấy nó nhiều nước. Nó to thế nó đặc, chặt đi thì nó cũng phí, không làm gì cả, chỉ có lấy được cái củ thôi. Mình lấy cho nó ăn thử là nó rất hay ăn. Chuồng trại của mình chỉ đơn giản thế thôi. Gốc đinh năng này các bạn,
là to, chỗ này mình là mưa hàng tuần nay rồi các bạn. Thôi, đã cũng 7 giờ rồi, mình vào mình cơm nước. Xin chào các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn sau.